chào anh chị, thấy không? World Cup thành công, tiếp nối, bắt đầu thừa thắng trông lên. Anh chị nhớ cái này với ông Mở không? Mua máy bộ máy khoan hai pin, một sạc 1.3 triệu nguyên bộ 100 niêu, 13-100 của World Cup nè anh chị. Bảo hành 6 tháng, có bảo pin đồ đầy đủ, thấy không? Mà anh chị thấy có 1.390 triệu nguyên bộ, một máy hai pin, một sạc. Rồi, cái chương trình là tặng cái này cho anh chị nè. Đó, ok, nhớ cái chương trình. Hồng Duyên tặng số lượng ít xịt à, nhưng mà bây giờ là anh chị mình thấy ai cũng đòi hết nên ok, cố gắng ha. Mua một bộ máy 1.390 triệu, hai pin, một sạc, có nguyên cái thùng, tặng thêm một cái quạt, quá trời ngon luôn ha. Cho nên là anh chị mua nhiều là vậy. Rồi bây giờ quạt phít nó thấy ok ngon quá, bây giờ nó sẽ kêu em làm thêm một cái bộ này nữa. Cái bộ này dữ dằn hơn. Cái mẫu này là nó là AK160 anh chị, mẫu này mẫu lớn ha, và nó mạnh. Nếu nói về độ mạnh con này hơi bị dữ. Bây giờ muốn biết độ mạnh như thế nào, gột gan làm sao chút xíu anh chị mình coi Hồng Duyên test từng cái. Bây giờ anh chị mình thấy trước tiên cái máy nè, anti kickback đồ đàng hoàng đúng không? Bây giờ test cho anh chị, thấy không? Đó, không, bây giờ là chơi khỏi cần cái tay nắm đâu cần đâu. Có báo pin đồ đàng hoàng anh chị, lấy cái này đi. Có tay nắm đồ chơi cho anh chị coi luôn nè, có báo pin đồ đàng hoàng bên hông nè ha. Đầy đủ luôn. Gặt cái là ví dụ như anh chị mình không thích, nhấn một cái là nó ngắt, thấy không? Đó, nhấn một cái là có anti kickback, gặt cái là nó ngắt. Ok, rồi bây giờ mình sẽ test thử. Trước tiên là anh chị mình thấy miếng sắt dày không? Test thử em chưa thử nữa. Bây giờ phải thử rồi, sắt dày cỡ này. Nếu mà anh chị mình thấy nếu mà khoan được miếng sắt dày này là dữ dằn nha. Ok, thử một cái thôi. Đó, ok. Dặn cứng, chức năng khoan sắt nha. Cái máy này nó nặng nghệ chắc chắn lắm. Cái máy này không chút xíu cần cho anh chị mình coi. Ai dạ. Đây. Khoan đây thử nha. Đó. Trời ơi, quá đã. Anh chị thấy không? Nhưng mà khoan nhiều phải vô nước nha anh chị. Cái này hầu như khoan thử thôi. Anh chị mình thấy nè, ok, nguyên cái lỗ nè, thấy không? Mà sắt dày 12 ly lận nè, thấy không? Sắt dày 12 ly mà xòe sọt cái qua luôn là anh chị mình biết dữ dằn ha. Đó, ngon lành. Đó, ok. Cái đó là sắt đó, ok. Sắt này chuyện nhỏ anh chị này ha. Đó, thấy không? Dễ như ăn kẹo, nó sắt dày đó. Rồi, nếu mà sắt như vậy thì bây giờ mình dứt gỗ coi nó làm sao ha. Dứt gỗ, dứt bê tông, dứt các kiểu con đà điểu. Cho anh chị mình coi đầu lóc 13 ly ha. Lóc cái cạch là ok, cứng, ok nè. Đó, rồi anh chị mình thấy nè, dứt này. Thấy không? Đó. Đây. Ồ, cái này mạnh thật anh chị. Nó quá trời mạnh luôn á. Anh chị thấy gỗ xịn sò chứ đâu phải đồ bèo đâu, đúng không? Nhưng mà nó khoan nhẹ như ăn kẹo trời nè. Trời đất ơi, nó khoan dễ dàng luôn. Đó, gỗ là không xi nhê rồi. Bây giờ bê tông thử cho anh chị mình coi. Dứt cái mũi bê tông nè. Khoan vô cục bê tông đàng hoàng anh chị nhà. Cùng lắm anh chị mình chơi tường thôi. Cùng lắm là ở nhà mình chơi tường thôi chứ đâu có gì đâu, đúng không? Mà cái này dứt cục bê tông cho anh chị mình coi nha. Đó. Rồi đây chuyển qua bê tông búa nè. Chuyển chức năng búa nè ha. Đây. Dứt vô cục bê tông cho anh chị mình coi luôn. Đây nha. Đúng nghĩa nó dữ thiệt anh chị ơi ha. Nó không phải dạng hiền đâu. Cái này không phải dạng vừa. Nó là dạng rộng á. Này cục bê tông nha trời, chứ không phải là cục dạng cục bông gòn đâu nha. Cái này là cục bê tông đó mà lấy quan đã đó. Ok, bây giờ nè, dứt cái băng dít, băng dít con dít dài này luôn, thử coi nó như thế nào nha. Đây, dứt vô băng dít. Rồi bây giờ ở đây anh chị chỉnh qua băng dít nha. Băng dít anh chị ba chức năng mà đó. Này con dít này dài, chơi vô gỗ này cũng xịn sò, anh chị mình phải tăng lên nè. Dứt vô đây nha. Đó. Trời đất ơi trời, nó nặng tuột cái đầu dít luôn. Trời, ghê á. Thấy không? Hơi bị dữ dằn á ha. Đó, rồi dứt lại một cái nữa.
mạnh quá. Đó, ok á. Rồi, nó nặng lắm á, chứ không phải giỡn chơi đâu. Đó, anh chị thấy ok không? Còn nếu mấy xác này bắn đơn giản quá rồi anh chị. Đó, ok ha. Giặt cái là anh chị mình thấy cái này nó có chức năng anti-kickback đó nha. À, giặt cái là nó ngát nè anh chị. Thấy không? Ngon lành chưa? Rồi, đây cần thử cho anh chị mình coi. Cái máy không nặng nhiều nha. À, cần cái máy không thôi. Ok, 2kg. Ha, có tay hết 100g bà nó rồi. Quảng cộng ký chính đi nếu không có tay. Còn anh chị mình chơi cái cục pin vô coi nặng nhiều. 2.7 kg. Ha, còn 2.6 kg, 2.7 kg. Đó. Rồi anh chị mình thấy với cái máy như vậy, mức độ mạnh vậy. Cái này trợ lực rút lỗi đồ ok luôn ha. Đó rồi. Giới thiệu cho anh chị cái mẫu máy khoan về bên ngoài vậy không? Coi về model nha. Coi về cái model của con máy này của Workfit. Model QFID160AK 21V pin 5A luôn. Ở đây là mát tốc, là tốc 1 là từ 0 cho tới 650 mà tốc 2 tới 2000. Tức là lần này nó có cao hơn cái thằng 100 hôm trước đúng không? Lực mát là 160N, đầu 13 ly auto lock. Đó thì anh chị mình sẽ thấy nè. Nó sẽ có một, anh chị mua nó có một cái thùng như vậy. Ha, cái thùng nó chắc chắn nè anh chị. Thùng nó nhìn cứng chắc vô cùng luôn á. Nè. Ok, cái thùng nó như vậy. Đó. Thì một máy nó sẽ có hai pin và một cục sạc đế này ha. Bảo hành là 6 tháng. Đó, phiếu bảo hành nó như vậy nè. Đó, rồi. Ok, anh chị mình sẽ nhìn về từ bên ngoài. Thí dụ như giờ mình nhìn cái tay trước ha. Mình thấy cái tay nắm anh chị. Đây, cái mẫu máy này nó như vậy. Đó, rút nén motor không có chỗ than ha. Cũng nhỏ gọn thôi, không phải là quá bự. Rồi, anh chị mình nhìn thấy cái mẫu máy nó dày đầu 13 ly. 20 cấp trượt để anh chị bắn vít. Nhưng mà nó mạnh thấy không? Rồi, quan sát. Khoan búa, khoan tường, đó, tốc chậm, tốc lẹ, có đủ. Đó, thì anh chị mình thấy mấy cái này á, tốc của nó anh chị kéo nó hơi nặng xíu nha. Tại vì nó sợ cái tình trạng mà nó trượt đồ đó, nên là nó kéo hơi nặng nha anh chị. Đó, nặng hơn những cái bình thường. Đó, thì nặng vậy mới ngon đó. Đó, anh chị nhìn ha, đó, ok, nhìn về cái đầu của nó chà bá nè. Đó, xuống dưới này, nó chạy động cơ BL thì nó có đèn đây. Rồi, anh chị mình thấy nè, nó anti-kickback nè, đó, ngắt nè, thấy không? Anh chị thấy đèn này nó chớp không? Tức là khi nó có đèn đây là có chức năng anti-kickback này, thấy không? Đó, gặn cái nó ngắt là nó chớp đèn ha. Đây, giờ anh chị mình chạy vậy, gặt cái vậy nó ngắt. Đây, nó chớp đèn này ha. Rồi, nếu anh chị muốn bỏ lúc đó nhấn cái cho nó mất cái đèn đây. Rồi là hết ngắt rồi đó. Nè, hết ngắt rồi đó. Thấy không? Rồi, ví dụ mình muốn có lại nhấn cái là ok, cầm vậy, gặt cái là ngắt. Đó, thấy không? Đó, gặt chiều nào nó cũng ngắt. Đó, như vậy, pin thì nó báo bên không? Nè, nhấn xuống cái nó báo pin bên không? Thì đề về bên ngoài nó là vậy. Anh chị mình nhìn bên trong cái máy này á, nhìn bên trong anh chị mình thấy mấy khoái mấy dữ nè. Ở đây anh chị mình nhìn bên trong cái dàn đầu này nè, anh chị nhìn cái dàn đầu nó chắc cú ghê không, nó bắt con ốc vô nè, thấy không? Đó, nó bắt những con ốc vô. Rồi cái lẫy nữa nó ở đây đẩy để đẩy. Rồi ở đây là ở trong này nó bằng sắt nha anh chị, hợp nhau nè. Anh chị mình thấy áo ốp nhựa nhưng mà ở đây nó bằng sắt đó, bằng kim loại luôn cho nó chắc cú ha. Đó, bát xuống nè, ở đây anh chị mình thấy có chữ nè, thấy không? Nó chữ này để chữ gì ta? Chữ xịn. Chữ tốt. Ai biết nó chữ gì? Chữ tàu, thấy không? Đó, không, anh chị thấy là đây là rõ ràng để chữ gì em đâu có biết đâu, nhưng mà ở trong này có chữ luôn mới ghê. Rồi anh chị mình nhìn cái cục motor nó ha, dây đồng bự chà bá luôn nè. Rồi đẩy đây ra cho anh chị coi, cái này nó dài anh chị, nó bự nó dài nữa, bởi vậy nó nặng mà nó mạnh. Ô gớt à, cái đèn nè anh chị mình nhìn nè. À, gô to nó nè, cái đồng tản nhiệt đồ nè anh chị, thấy không? Ok, ngon lành đó, mã cục này bự chà bá nè, thấy không? Nhìn vô cục này anh chị thấy cái khối dây đồng này nó bự, cục này nó bự là ngon nha. Đó, rồi ok, đổ keo càng hết, cái nào nó cũng chạy hết. Cái pin của nó thì anh chị mình coi cái pin. Ở đây là như có khui cái pin nó ra nè, mạch lớn nè, ha. Đó, đổ keo chân linh kiện hết nè. Rồi anh chị mình nhìn cái pin của nó. Thì ở đây hầu như thấy nó để là Lysen 18650, 2500. Ủa pin này 5.000 hả? 5.000. Nè pin này cái 5A anh chị, 5A. Đó thì anh chị mình thấy là với một cái cục pin như vậy mà nó có hai cục pin nha. Một máy, hai pin, một sạc. Rồi lò xo nó làm cũng chắc cú quá ha. Đó ok. À, chống da đập đồ luôn, pin chống da đập đồ luôn, ok. Nhưng mà giá của nó là 1.980.000. 1.980.000. Thì thằng này nó nói có một cái em thấy là không hợp lý lắm. Nó nói là nhiều 160 niêu thì quá lớn đúng không?
Nhưng mà cái máy nó mình nhìn đúng nghĩa là cái máy nó làm rất là nặng nề. Nhìn vô cái máy nó chắc, nhưng mà cuối cùng là cái giá, mình phải quy về cái giá anh chị ơi. Vậy, tất cả mọi thứ nó làm như vậy, nhưng mà nó bán 1.980.000, đúng không? Bảo hành là 6 tháng, hai pin một sạc, tay nắm đồ đầy đủ. Có một cái điều anh chị để ý không, cái tay nắm này làm giống mẫu của Boss nè. Thấy không, nó làm giống cái mẫu của Boss anh chị. Nè thấy không, cái tay nắm này giống mẫu Boss đấy. Nó cũng rất là đẹp. Đó, giá 1.980.000. Thì anh chị cũng vậy, mua những cái máy này là Hồng Duy sẽ tặng cho anh chị cái quà. Đó, những cái máy đầu tiên là anh chị mình sẽ mua, giống như là giờ em cho 20 cái máy đầu tiên là em sẽ tặng cho cái quạt. Giống như là hôm hở anh chị mua máy này nè, trời 50 cái rồi, nên là cái quạt đâu còn đâu anh chị, nên là phải chi viện thêm cái quạt. Đáng lý là cái này á, cái bộ này em cũng có được nhiều cái quạt á, nhưng mà bây giờ lấy cái quạt của bộ này đắp về đây, cho nên lần này nó còn không đủ đâu, có 20 cái thôi. 20 cái là sẽ tặng cái quạt anh chị ha. Đó, còn những cái sau là không có bạn nha anh chị, mình tranh thủ mình mua lúc đầu là nó ngon. Đó, giá 1.980.000. Còn có nhiều anh sẽ nói là ê Nhiên có bán cái thân không? Ok, anh chị mua cái thân 1.350.000, có luôn cái thùng. Ha, cái thân với cái thùng là 1.350.000. Đó, cái thân vậy đó, có tay nắm luôn. Chưa có pin sạc thôi, anh chị có pin sạc rồi ok, khỏi cần mua. Mua nhưng mà mua cái thân không, không được tặng cái quạt. Đó. Cho nên anh chị mình chọn này hay hơn không? Rồi, đó là cái chương trình hôm nay của Workfit. Anh chị có nhu cầu mua mẫu nào? Mẫu này 13100, 1.390.000 tặng cái quạt. Mẫu này 160N thì anh chị mình sẽ cũng được tặng cái quạt giá 1.980.000. Anh chị có nhu cầu liên hệ Hồng Nhiên qua những số là bên trên ha. Rồi, ý kiến chị thế nào về sức mạnh của ông Quang này, để lại comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, chúc anh chị sức khỏe, chúc anh chị lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp, giá rẻ, có quà tặng. Mua sớm mới có quà tặng. Rồi, cảm ơn anh chị, Hồng Nhiên xin chào, bye bye.